là bà phải ngồi suốt vậy? Thì ba tiếng mồ, thì 4 tiếng mồ. Lúc nó lên rồi nó lúc lẹ thì mình ngồi ít. Dạ. Thì đặng văn võng. Còn về văn võng đâu được đâu. Luôn đâu. Coi như là từ rồi Tết tới giờ tính ra bà con ở đây là đâu ăn Tết hả bà? Không ăn Tết gì hết trơn á. Từ bữa mùng 1 Tết tới giờ luôn á. Ngưng được vài bữa là bắt đầu ngập. Hồi nào giờ bà hai ở đây Tiền Giang mình có khi nào năm nào mà nó ngập như vậy không bà? Không. Tao ở đây lâu lắm rồi. Còn nhỏ chứ giờ. Giờ mình đi chỗ khác là mình ở chịu không nổi ha. Thì có nước, đây nước nè. Còn cái này có nước, không có đi nước ăn được. Thằng chết thì mấy ngày buồn dữ lắm. Dạ. Mới vừa tắt điện cái nó đầy tràn lên nữa rồi. Đâu. Có mình liên tục một Tết nhất không ăn Tết được ngày nào ấy. Trời nghe bà nói mà con đứt ruột. Sáng mùng 1 coi bà nói mình nghe 30 giờ ai cũng bươi chải kiếm tiền, con cũng đâu có tiền đâu cho mình nghe. Coi chút đỉnh con mí rồi cái sáng mùng 1 bắt đầu ngập luôn tới 7 giờ. Trong nhà cô mà ngập tới bắp đùi vậy luôn hả? Tràn ơi. Vậy là hồi nãy là còn sâu hơn bây giờ nữa hả cô? Đâu có ngủ được con ơi, bữa đầu tiên tao đang nằm vậy nè, cái tới giờ tao thấy nước tiêu lưu ra. Cái mình tao ướt hết trơn mà, tao nằm niệm. Chàng ơi. Ướt đâu biết là tao nằm cho nó niệm. Thoạt tay cái dịu nhạc cái tên rồi, thật tới. Rồi bắt đầu ngồi về là mùng mình chứ. Cao vậy mà nó cuồng lên 2 tấc á, nó mới xuống. Chàng ơi, cái nền nhà cô cao vậy mà nó còn lên 2 tấc nước hả? Lịch lịch lên đậu đậu. Chú anh chị các bạn thân mến, bữa nay là ngày 11 tháng 4 năm 2024 Tây lịch. Nam đã trở về ngã ba Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để ghi nhận những hình ảnh thực tế gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn. Như cô chú anh chị có thể thấy là hiện tại bây giờ khu vực ngã ba Trung Lương Mỹ Tho đang ngập úng cục bộ rất là sâu, ngập từ hồi 4 giờ đêm cho tới bây giờ nước chưa có rút. Và không biết là tình hình ở đây như thế nào thì em mời cô chú anh chị các bạn cùng đồng hành với em ở video này nha. Phải nói là năm nay có quá nhiều chuyện kỳ lạ đi, nhất là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và ngã ba Trung Lương. Từ hồi đầu năm cho tới bây giờ thì cái Tết năm nay bà con đâu có ăn Tết đâu. Phải thức để canh nước, để kê đồ lên. Và cho tới bây giờ thì đây là đợt triều cường thứ 3. Và đợt triều cường thứ 3 này thì nghe nói là nó còn hơn 2 đợt triều cường trước nữa. Không biết tình hình như thế nào. Em sẽ cập nhật ở đây một xíu rồi em sẽ đi dài vô trong xóm xem cảnh sống của bà con hiện tại ra sao nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị đồng hành với em nha. Tình hình ở đây phải nói bây giờ là quốc lộ là như sông luôn á. Tại vì cống Bảo Định thì đã đóng rồi á cô chú anh chị. Thành ra là mỗi đợt mà nước lên, sông Bảo Định nước lên là nó sẽ tràn vô trong thành phố. Nhất là cái khu vực ngã ba Trung Lương này nè, ngập úng rất là cục bộ luôn. Mà ngay chăng cái giờ buổi sáng này thì cái giờ của công nhân và bà con đi làm nữa. Thành ra là cũng khá là bất tiện luôn á. Một chỗ thì thiếu nước trầm trọng, còn những chỗ thì dư nước một cách trầm trọng. Và được biết đây là nước cũng hơi mặn chứ không phải nước ngọt đó cô chú anh chị. Mỗi lần mà mấy cái xe lớn á, xe tải nó chạy ngang là sóng nó vỗ dập dồn luôn á. Nước nó ngập lên nửa bánh xe tải là nước cầm tầm tới 4 tấc mấy 5 tấc á.
mỗi đợt mà nước lên như vậy là thấy thương cho bà con, các bà con tiểu thương mà buôn bán ở dọc hai bên con đường này nè, thì bà con là vô cùng khó khăn luôn. Mà một ngày vậy nước nó lên tới 2 lần nữa, lên buổi sáng rồi khoảng tầm 1 tiếng hơn thì nó rút rồi bắt đầu tới buổi tối. Này em đi ý là đi ở trong mé ở trên vỉa hè nè, mà nước nó còn muốn tới đầu gối rồi. Ở dưới lòng đường thì nước nó sâu, nó khoảng 6 tấc mấy 7 tấc nước đó cô chú anh chị. Cái sóng nó đánh nhiều như là tàu biển chạy vậy đó. Em đứng đây ghi hình cập nhật một xíu rồi em sẽ vô trong khu vực của bà con sinh sống rồi, trong những cái hẻm xem tình hình bà con hiện tại ra sao nha. Khu vực của bà con sinh sống xem hiện tại bà con như thế nào hả cô chú anh chị, đồng hành với em hết video nha. Ở khu vực này cô chú anh chị mình nhìn nè, nước nó chảy là như thác đổ luôn á, khu vực này là chảy rất là nguy hiểm luôn nè. Chàng ơi, nó chảy kìa, rất là xiết luôn. Này nó đổ dồn vô trong mấy cái hẻm bà con sinh sống ở trong này nè. Nước quá chừng nước luôn. Ở đây hình như nó có một cái cống ở dưới này hay gì, nước nó ụt lên quá chừng ụt luôn kìa. Cô chú anh chị mình nhìn chỗ này nước nó chảy nè, nó chảy như cắt luôn á. Trời ơi coi kìa. Trong khi mấy chỗ khác bây giờ là nước thì hạn hán, không có nước xài, đất nó khô nó nứt nẻ hết trơn luôn. Còn ở đây thì nước quá chừng nước luôn. Đây bây giờ thì em di chuyển vô trong khu vực đây là gọi là xóm đình nè. Cô chú anh chị mình nhìn bây giờ khu vực này là bà con mình phải chịu cái cảnh nè, nó ngập nước be bét trơn nè. Dạ con chào cô. Bữa nay nó ngập gì nữa mấy bữa rồi cô? Bữa nay 3 ngày rồi. 3 ngày hả cô? Muốn chết luôn nè, nó lội con bữa nay quá trời. Chàng ơi. Nói đừng có lội té báo khổ. Dạ. Nó ngập mà tới mỗi ngày vậy, nó ngập lên đỉnh điểm cao nhất của nó là cỡ tới đâu cô? Cái đây nè cỡ không biết bao nhiêu đất mà bây giờ nhà giờ thì linh láng nữa nó bỏ đi. Chàng ơi.
Dạ. Cô, vậy là từ hồi Tết tới bây giờ bà con mình ở đây chịu cái cảnh ngập gì hoài luôn hả cô? Ờ, khổ lắm. Từ hôm mùng 1 Tết ăn ngủ khuya 30 sáng vậy linh lá nè. Linh lá rồi giờ con xây cho cái giường. Dạ. Mua đống nhện mỏng mỏng thải cho nằm. Nó biểu định đi mà thằng kia rước thì đến mà cũng không chịu về, nó ở đây à. Để mẹ nó nằm cái giường ở. Tại cô ở đây quen hay sao? Ở đây quen rồi đi nó buồn thôi, đi nó buồn, nhớ nhà buồn. Dạ, cũng như mình ở quen rồi giờ mình đi chỗ khác là mình ở chịu không nổi ha. Ở trển thì không có nước mà đây nước vậy. Còn hay xuống nước mà không có đi chứ có ăn được thằng chết đi mấy ngày buồn dữ lắm. Dạ. Đợt này ở nhà luôn, trời quá trời nước không hay nước về biết chết gần chết. Mà hình như là nước này là nước mặn hay nước ngọt cô? Mặn. Nước này là nước mặn luôn hả? Nó chặn nước mặn lại. Nó chặn nước này là mặn nè. Rồi nó chặn lại cho mấy em ở trên quê đừng có nước hơi, nước hơi, nước mặn. Dạ. Lên, mình lên rồi người ta trồng đồ chết hết. Dạ. Cho nên cái đường nào thì cũng khổ ha. Tại vì nếu như mà không đóng cống lại thì nó xâm nhập mặn vô còn khổ nữa. Khổ mấy con quê là khổ, còn mình ở đây mình không có ít cái cầm đồ, còn trong một kia là cầm đồ chứ. Dạ. Nhưng mà hãy đóng cống lại thì bà con mình phải chịu cái cảnh ngập như vậy. Mà hồi xưa tới bây giờ nó có như vậy không cô? Không, mới năm nay rồi. Năm nay rồi, mùng 1 Tết rồi, một ký gì tháng nào cũng vậy vậy. Đường đợt này quá trời cao. Cao nước còn chảy lên quá. Tính ra ngập đợt này nữa hình như là con nhớ là đợt thứ 3, thứ 4 gì rồi đó. Hoài luôn. Ở với vũ. Chàng ai ơi. Lũ rồi. Cái giờ sao giờ? Dạ. Cô chú anh chị nhìn ngập nè. Này là tội nhất mấy em học sinh mà buổi sáng đi học á. Nó đi học hồi nãy thằng cha nó đưa. Dạ. Chị với em bỏ xe bên kia rồi cô kêu lên hồi nãy giờ đi không biết chạy trời kêu xe bỏ đứng tôi không. Dạ. Mới ấy rồi tôi thấy cửa rồi đi. Nhưng tôi uống nước cho con. Nó dầu quá trời. Lên trúng khổ quá. Nó không cho gì hết trơn. Hổng tôi phản ảnh rồi. Nó không cho gì hết. Thôi mà cho cũng vậy. Không cho cũng vậy. Dạ. Dạ con cảm ơn bác nha. Để con đi vòng vòng con ghi hình sớm mình cho bà con người ta xem. Dài quá. Dài dài trong này bộ còn ngập dữ lắm hả bác? Dài trong này là ngập dữ lắm. Dạ. Nước nó tới đây như vậy là nó rút từ từ chưa cô hay là nó còn lên nữa? Nó đang ròng từ từ ha. Nhà của mấy cô bây giờ lội nhà nào thấp thấp là lội chỏm chỏm hết trơn. Có nhiều hộ là mấy cô mấy chú phải dùng những cái máy bơm á, bơm ra trực tiếp. Trời ơi, mấy cái hộ mà thấp thấp như của chú này là phải xài mấy cái máy bơm, bơm ra trực tiếp gì luôn hả chú? Chàng ơi, kìa nhà của chú quá thấp rồi, hàng chi nó đổ dồn như đó, thấy bà con mình khổ ghê nơi thiệt chứ. Vậy là cái này là mình phải đặt mình bơm liên tục gì luôn hả chú ha? Ở đây chú chế một cái thùng để cái máy vô bơm kìa. Vậy là mỗi một ngày vậy là phải hai lần xong rồi là chú phải quét dọn vậy đó hả chú? Hai lần, chiều một lần, sáng một lần. Chàng ơi cực. Rồi sao một máy lớn nữa. Trời ơi. Hết sức rồi. Cần hơi chứ để nước vô. Dạ. Mấy năm trước nó có như vậy không chú? Năm trước chỉ có đợt là tháng 10, 11, 11, 12 con nước xíu là hết rồi. Dạ. Đó mỗi lần mà nước lên ở đây cái bà con mình quá khổ. Phải canh quét nước, tát nước, bơm nước. Một ngày như là phải hai lần vậy đó. Mà chú mới rút xong, mới vừa ấy xong cái nó đầy lên nữa kìa. Vô nhiều quá. Chàng ơi, mới vừa tắt điện cái nó đầy tràn lên nữa rồi.
Hình như là Tết năm nay là ở khu vực mình nhiều bà con cũng đâu có ăn Tết gì được hả chú ha? Trời, chú đâu có đâu, chú hư đội cho mấy người một cái tư lợi chứ. 1, 2, 3, 4. Trời. Tủ lạnh hư hết. Tủ lạnh, tủ đồ hư hết trơn. Tủ lạnh mới giặt hư hết. Chàng ơi. Chàng ơi. Trời, còn để đồ hư rồi. Đông. Trời, nó gỉnh xuống rồi kìa. Giờ nó nông lên, từ chỗ nó nhiều quá, nó phải nông lên hết rồi. Dạ. Nhiều quá nó nông với gạch lên. Con thấy mấy cái lỗ gạch gì đâu mà nó trào 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 lên nhiều vậy đó. Quá rồi đó, nó sôi lên hết rồi. Mà cái dạng mà nước mà nó môi 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 kiểu này giết hư nền nhà hết trơn luôn. Đây dài với chồng còn ngập dữ không chú? Dạ, con cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ. Trời ơi, mong sao cho cái cảnh này nó sớm hết đi để bà con mình khỏe một chút chứ kiểu này cái khổ dữ trời. Cái khu vực nhà bên này nó ngập lên gần nửa cái ngạch cửa luôn kìa. Chàng ơi, ở trong cái hẻm này nó ngập, ngập lên láng luôn. Mấy em buổi sáng đi học với đi làm là phải gánh lội nước này. Trong này thấy còn ngập quá, chừng quá đất luôn kìa. Mấy em chó thì hên ha. Có được cái này nằm cái cũng đỡ phải không? Không ướt mình. Nè, khu vực nhà của bà con. Dạ, con chào cô. Trời ơi, trong nhà cô mà ngập tới bắp đùi vậy luôn hả? À, vô ướt hết rồi. Chàng ơi. Này, nó mới ơi, nó cướp bớt rồi đó, nãy nó còn lên nữa. Vậy là hồi nãy là còn sâu hơn bây giờ nữa hả cô? Ờ, à, bố 5 giờ là nước nó còn hơn vậy. Chàng ơi. Dạ, nãy bớt rồi. Nước này nước mặn hay nước ngọt cô? Nước mặn thôi. Nước mặn hả? Dạ. Trời ơi, gì đâu mà khu vực ở đây ngập quá sâu ta. Ở đây là dậy không mượn. Là từ hồi Tết tới giờ vậy đó hả cô? À, mấy bữa nó ngưng được mấy ngày nó bắt đầu nó tiếp tục. Ờ, vậy là nó ngưng được có mấy ngày rồi xong rồi nó tiếp tục nó làm gì nữa. Rồi không biết gì rồi bà con mình ở đây sống làm sao luôn cái cảnh này. Trời ơi. Đây làm nó được qua hư hết mấy chiếc xe, 4 chiếc xe luôn. Dạ. Nước vô máy giờ thay nhớt rồi tùm lum hết rồi. Lội dưới đây ướt quần hết à? Dạ, chắc con không lội xuống dưới được rồi. Con thấy cô đứng mà tới bắp đùi chắc con xuống chắc là ướt đồ hết luôn á. Trời ơi, con cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ. Nè, cô chú anh chị mình nghĩ đi, nước nó lên cỡ này thì nhà bà con làm sao mà không ngập, không ướt đồ, hư đồ được nè. Nó tràn vô theo mấy cái ngạch cửa nè, chân luôn. Dài dài vô đây là hầu như là nhà của cô bác nào cũng bị ngập hết trơn. Trời ơi, có bộ cái nhà của bác này ngập hơi sâu nha. À, cô tận dụng luôn ha. Cô tận dụng rửa xe. Trời ơi, trong nhà mình chỉ là ngập toàn bộ luôn rồi hả cô? Mô hoặc à. Dạ. Chàng ơi, kiểu này mà kéo dài hoài bà con mình sao sống nổi cảnh này trời. Nửa đêm nó ngập nửa đêm luôn hả cô?
thì nước nó lên thủy triều lên rất nặng, mình nhét lên rất mấy. Chàng ơi, tính ra vậy bà con mình đây đâu có nghỉ ngơi gì được trời. Thì mùng một tắt vậy đó, bắt đầu cứ nước lên thì ngồi sáng để mà có hết nước rồi xuống vậy. Nước chiều nó lên, nước chiều vậy. Mà một ngày vậy là nó lên nó xuống vậy, hai con nước vậy đó hả cô? Nước này vừa rút xuống có nước chiều lên, lên tới 8 giờ tối rồi nó xuống. Chàng ơi. Mấy năm trước nó có như vậy không cô? Dạ. Thôi thôi. Ở đây mình thì nước nhiều. Còn ở Long An rồi mấy tỉnh dài dài dưới kia thì trở lại nó hạn mà nứt đất luôn. Dạ. 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 Cô chú anh chị nhìn nhà của cô kìa. Nước ngập ở đây nè. Chứ nước còn. Ủa vậy là hồi tối là nó ngập tới đó đó hả cô? Trời ơi, vậy là cái này lên 4 năm tắc nước lần. Dạ, để con đi dài dài vô, con cảm ơn cô nha. Dạ. Trời ơi, kiểu này. Nhà của chú cũng ngập luôn. Cô chú anh chị này nè, đó cái lù mái vú mà nó ngập lên muốn tới miệng lù đó, rồi cô chú anh chị mình tính coi nó ngập mấy tấc nước. Ở trước sân nè, nè để em ghi hình gần lại nè, đó cái băng ghế đá đó mà nó ngập lên tới cái mặt băng ghế đá mình ngồi đó, ngập rất là sâu nha. Nhà của bà con là hình như là chìm trong biển nước hết trơn luôn rồi. Nguyên cái khu vực này nhà của bà con là coi như ngập tanh bành chân luôn nè. Tới nhà chú này trong sân là coi như lên láng chân. Phải chặn ba cái đồ lại đặng cho nó bớt ngập trong nhà. Ở ngoài trước là chậu kiển, chậu đồ là nó ngập nè. Vì cảnh sống bà con không biết sao luôn. Đây em thấy có một cái nhà cũng bị ngập, em thấy có một bà hai đang ngồi ăn cái gì á. Dạ con chào bà. Ôi nhà của mình ngập hết trơn vậy đó hả bà hai? Chảy ra rồi đó, còn nhiêu đó. Hồi tối nó ngập mà nó ngập lên cao nhất là khoảng bao cao nặng bà hai? Lên tới mí đen đó. Dạ. Trời ơi. Mình ngồi xong rồi. Bà hai ở đây có mình hả? Mình ngồi vậy mình giữa vô đây nè. Chàng ơi. Bà hai không có con cháu gì sao? Có, con cháu nó hơi riêng, nó mạnh nay nó mận ra, lúc nào cũng có con, có mẹ. Có con, có sao có. Nhưng ở đây có mình. Hiện tại thì bà hai ở con mình. Bà hai ăn đi. Nhà cửa gì đâu ngập hết trơn gì sao chịu nổi. Ngập bữa mùng 2 mùng Tết nữa. Tết ngập 7 ngày luôn. Vậy nè, lúc tối nó lên một cái chiều nó lên nữa. Ngày lên 2 lần. Coi như là từ hồi Tết tới giờ tính ra bà con ở đây là đâu ăn Tết hả bà? Không ăn Tết gì hết trơn á. Từ bữa mùng 1 Tết tới giờ luôn á. Ngưng được vài bữa là bắt đầu ngập luôn như vậy nè. Mà như bà hai lớn tuổi á. Hồi nào giờ bà hai ở đây Tiền Giang mình có khi nào năm nào mà nó ngập như vậy không bà hai? Không, tao ở đây lâu lắm rồi. Còn nhỏ tới giờ. Có cái năm mà năm thình bẩu lục gì đó.
có, nhưng mình ngập vậy rồi rút chứ không có bao giờ động lại. Ở đây nó ngập nhưng mà nó rút, chứ không có nói động lại là không có nha. Dạ. Ngập dữ lắm, ngập lên cái mí đó rồi sao sáng mà nó rút rồi. Mà có năm nay sao dữ sầm chứ hồi nào giờ không có vụ này. Mà theo như bà Hai là một người sống lâu năm ở đây, bà Hai thấy cái việc này nó lạ không? Tao thấy nó làm như là nó đổi đời. Tao không biết nó làm sao chứ hồi nào giờ không có vụ này. Nước lớn thì nó theo con nước, nước lớn rồi nước rộng, nước lớn lên nó ngập lộ nó đi chứ nó đâu có vô nhà. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ là tao không biết đường nói, muốn làm gì làm. Mà con thấy là rất là lạ luôn á. Tại vì bây giờ là trong cái thời buổi này nè, ở đây thì nước lên láng vậy ha, còn ở dưới kia thì nó khô nứt đất luôn. Muốn cho chết hết thì gì đâu. Thấy lạ lắm, lạ luôn. Ở dưới kia là khô rang, không có miếng nước uống nữa. Còn tao dưới á. Dạ. Dưới chợ gạo á. Con bà Hai ở dưới chợ gạo đó hả? Ừ. Bên đây đứa nó nè, nó đi mần kìa, nhà nó kìa, Linh Bình kìa. Dạ. Giờ con nó cũng khổ, mình cũng khổ thì mình than phiền nha. Giờ cậy chứ đâu tới chuyện nào nhà nước cũng thấy ông có thương tình được thì ông cứ giúp con cùng. Dạ. Mà ông nhà nước cho ông lên công an nói xuống luôn. Chàng ơi chàng, ngập vậy rồi tối bà Hai ngủ ở đâu? Ngồi đây nè. Ngồi vậy đó gần nào tới nước rút thôi. Ừ, nước rút rồi thôi. Bắt đầu cái ghế vừa vô cái này nè ngồi. Chuyện nào nước rút cạn nó thịt xẻ rồi. Thì tới sáng rồi đây nè. Thì bây giờ nè, hồi 4 giờ bắt đầu lớn nha. Tới giờ chưa rồng nè. Rồi chiều 4 giờ nó lớn tiếp. Lớn tiếp mà buổi chiều thì ít nước hơn. Được cỡ 6 giờ là hết. Còn giờ là hồi 4 giờ mà giờ 6 giờ mấy chưa hết. Trời ơi. Con lớn này là dữ nữa. Rồi hận sống cũng không bao lâu. Sợ những người trẻ nhỏ con cháu gì xin lỗi chị tao. Bây giờ tao không hết rồi. Tao ở đây là tao còn có chút xíu chứ giờ. Mấy chục năm rồi. Là từ hồi xưa tới giờ mấy chục năm nay bà Hai chưa thấy năm nào như năm nay. Năm nào như năm nay chứ. Tao cũng lớn, cũng rồng, cũng ngập, cũng ấy chứ. Mà không có gì đâu. Không có đâu. Có mình liên tục một Tết nhất, không ăn Tết được ngày nào ấy. Trời trời, nghe bà nói mà con đứt ruột. Sáng mùng 1 á, tao nói mày nghe, 30 thì ai cũng bươi chải kiếm tiền. Con cũng đâu có tiền đâu cho mình. Coi chút đỉnh con miếng rồi. Cái sáng mùng 1 bắt đầu ngập luôn tới 7 ngày. Không phải ngập hoài, tao nói cho nó rành. Không phải ngập hoài, ngập dạ. Ngập thì cả 7 ngày. 7 ngày rồi ngưng. Ngưng rồi tới 7 ngày rồi tới 17, rằm 17, ngập tiếp. Ngập tiếp rồi tới 30, ngập tiếp. Rồi bữa nay là 17 ngập tiếp, rồi giờ 30 này ngập tiếp. 30 mà nay tới mùng 2 mới ngập. Mà chẳng thà ngập cái một rồi rút luôn còn dễ chịu, mà kiểu này hoài là mình cứ phải canh hoài vậy đó. Tối rồi hợp đâu có ngủ được con ơi. Bữa đầu tiên tao đang nằm vậy nè, cái tao dần tao thấy nước liêu liêu rồi hạch. Cái mình tao ướt hết trơn mà, tao nằm niệm. Chàng ơi. Rồi ướt đâu biết là tao nằm trên cái niệm nè. Thoạt tay giống như ướt nhẹp cái tên rồi, tới rồi bắt đầu ngồi vậy là mùng mình chiếu với ướt mẹ hết trơn. Rồi bắt đầu thôi, và mùng một tới nha. Dạ. Rồi bắt đầu từ từ 5-7 ngày có lần 5-7 ngày thôi nằm đi. Đấy, già cả phát không rồi con, chịu không nổi. Dạ. Đây ba bốn bà già, bên bệnh bà già thì có con nó ở trong nhà, còn tao cũng không có con nào ở nhà, tới một con mình rồi. Dạ. Trời ơi, gì đâu mà phải mỗi lần nước ngập là bà phải ngồi suốt ngồi vậy. Khi 3 tiếng hồ, khi 4 tiếng hồ. Nó rút nó lên rồi nó rút lẹ thì mình ngồi ít. Dạ. Thì đặng văn võng. Còn về văn võng cũng đâu được đâu. Thương đâu văn võng nằm được đâu. Rồi con cảm ơn bà nhiều nha. Con chúc bà Hai nhiều sức khỏe nha. Để con đi dài dài con ghi hình nữa cho bà con người ta coi.
Chết máy luôn hả anh? Xe của mình bị chết máy luôn rồi ha. Trời ơi. Kìa dính cái khẩu trang kìa. Ướt quần hết trơn luôn rồi. Trời ơi, xe mà nó ngập lên tới đó là thứ gì chịu nổi. Hình như là con thấy vòng vòng là có khu vực ở đây là nó ngập nặng nhất phải không chú? Trời đất ơi, xe mà nó ngập tới đó đó rồi thứ nào chịu nổi không? Trời ơi. Nhà bà con ở đây mà thấp là nước nó vô hết trơn luôn á. Nè, nhà này là bây giờ là nước vô hết quá vô rồi. Rồi, để chữ nhà bán luôn. Nước gì đâu mà lỉnh bỉnh. Đi chợ hả cô? Đó, cao vậy mà nó còn lên 2 tấc á. Nó mới xuống. Chàng ơi, cái nền nhà cô cao vậy mà nó còn lên 2 tấc nước hả? Trời ơi, tội nghiệp bà con dữ vậy chàng. Hết sức rồi. Xe tải ngập hơn nửa bánh xe tải luôn á. Trời ơi, xe tải chạy ngang cái sóng đánh dập vậy đó. Nước gì đâu mà nó chảy vô nhà bà con vậy sao chịu nổi không? Nước nó như vậy là nó rút chưa bác? Giờ là nó đang rút từ từ hả bác ha? Ờ, mấy chậu kiển của mình bị trôi hết trơn kìa. Lên 12 tấc luôn hả? Cây thềm của bác cao vậy mà nó lên 2 tấc nước hả? Chàng ơi. Dạ dạ. Trời ơi. Bữa trước gì thì ra mới xây bè nó bớt. Nó cũng vô mà nó đổi. Dạ. Là hồi Tết tới giờ là nó như vậy hoài luôn hả bác? Hồi Tết mình giao thừa là ra ngồi đây để mà xúc cát. Là xúc nước. Trời ơi. Giao thừa chỗ khác tăng Tết còn ở đây là... Chỗ khác thì người ta 30 Tết tăng Tết, ở đây thì lo tát nước. Hết sức rồi. Đây bây giờ là bắt đầu à. Ở bên này là cái cửa kìa. Ngã luôn cái cửa của bà con luôn rồi. Cái này là hình như cái nhà này cũng chuẩn bị bán bỏ vậy đó. Hết sức. Còn bên này thì nhà của cô này cũng bắt đầu nó giật từ từ nhưng mà còn ngập ở bên trong kìa. Nhà này đợt trước khi mà em đi á, em có quay chia sẻ của chú anh chị mình nhà này nè, của một cô chiên lụm ba cái đầu mũ phế liệu rồi đó. Nhà của mấy cô chú này bị ngập trơn. Cái này là để dành để ngồi vô đây bơi á. Hết sức. Trời ơi, mấy anh bây giờ đi làm là nước nôi gì đó. Quá chừng nước gì nè. Đó, đi làm giờ là ngồi trên xe chạy nước vậy đó. Mấy xe yếu là nó tắt máy dẫn bộ luôn. Đi làm hả chú?
Dạ. Trời ơi nước ngập quá ngập rồi. Dạ. Ngập nguyên cái khu vực tổ 2 này nè. Ngập quá ngập luôn á. Con lau nhà hả? Nước ngập xong rồi con ra con lau vậy đó hả? Chàng ơi thấy thương không? Trời tội nghiệp mấy em ghê không. Trời nước giật xong rồi lúc đầu lấy cây đặng lau nhà nè cô chú anh chị. Thấy thương ghê không. Còn nhỏ xíu mà nhờ được nè. Mỗi lần nước ngập xong mà nước giật xuống cái thấy bà con cô bác mình khổ ghê không cô chú anh chị. Em này còn nhỏ mà biết tiếp gia đình, biết tiếp cha mẹ ông bà nè. Nước giật xuống bắt đầu đi lấy cây lau nhà đang lau. Mặc dù cạn nhưng mà nhiều hộ gia đình của mấy cô ở đây vẫn còn ngập nè. Nhà của cô này bán tạp quá nhưng mà nó ngập ở trong nhà mình thấy nó ngập linh láng hết trơn kìa. Trời ơi ngập mà lúc tủ không địa luôn. Mình cô bên đây thì đang quét dọn. Trời mỗi lần mà nó giật xuống vậy là mình phải cực vậy đó hả cô? Chàng ơi. Mà như nước này là nước mặn phải không cô? Cô biết mặn không mà nó nói mặn mà nói mặn chứ biết. Có ai nếm đâu biết mặn hay không mặn á. Dạ. Không từ suốt nay là có tháng mấy, 2 tháng 2 rồi nó có mở cống đâu mà biết mặn hay không mặn. Vậy là cái cống Bảo Định đó hả cô? Đó thì cống này nè. Dạ. Cống tới nay có mở đâu mà biểu định ngập. Mà hồi xưa giờ nó có đóng gì không cô? Hồi xưa không có cống chứ kìa, giờ có cống là nước lên đã đóng. Dạ. Mỗi lần mà nước giật xuống cái mấy cô cực chứ. Một ngày vậy là phải 2 lần vậy nè. Hai cử vậy đó. Cái này mà gũi nước mà nó lên, con nước lên giấc khuya thì mình cũng phải thức ngay chăng giấc khuya luôn rồi ngủ nghe gì được cô? Okay. Có chỗ nào đâu con bơi gì con đậu lại. Trời nó quyền cái đó nó mới biết hết trơn luôn. Chỗ nào nó khô đấy. Con cảm ơn hai cô nha. Dạ. Trời ơi. Chỗ cô bán tập quá kìa, cho tới trong nhà cô mà còn ngập nữa kìa. Ngập vô tới nhà luôn hả cô? Chàng ơi.
Trong nhà mình ngập nước mà nó đỉnh điểm lên nó cao nhất là nó ngập sâu không cô? Trong nhà hả? Dạ. Điểm lên bữa hôm Tết là gần 5 tấc. Chàng ơi, rồi vậy sao buôn bán gì được chàng? Dọn vô nghỉ cho bán mua gì. Trời ơi, từ hồi Tết tới giờ vậy hoài vậy đó hả cô? Ừ. Hồi nào giờ ở đây mình có bị tình trạng vậy không cô? Không, từ ngày làm cái tống này tới giờ là nó mới bị vậy. Dạ. Chỉ là nó đóng tống là nữa rồi. Hồi xưa giờ ông bà ở vẫn có. Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mình đóng cống nước lên gì rồi sao bà con sống nổi? Đóng cống rồi đó, cái mức này người ta xây rồi mà nó lên tới đó mình thấy không? Dạ. Ngập gì mà quá trời quá đất luôn. Lấy quần Phương ơi. Có nhiều chỗ con thấy bà con mà kê đồ lên không kịp á là nó hư hết trơn luôn á. Ừ, để tự phân tách cái này đâu có dám nhận xuống đâu. Không có đem xuống rồi. Phương ơi. Là kê lên hết luôn. Dạ. Yeah. Phải đi đặt kệ là kê lên nữa. Kê hết đồ lên. Hình như con thấy cái mức nước ở chỗ cái ghế này còn nè phải không cô? Ừ, đây nè cái mức nước nè. Cái mức nước nó tới đây của cái ghế nè. Hết sức rồi. Anh đứng trước nè, mấy quần á. Dạ là bắt đầu nó đỡ đỡ lại ha cô ha. Nó đỡ lại, nó giật. Nó không có đỡ gì nhưng mà nó giật được một tấc á. Dạ. Nó ít hơn một tấc một tấc. Cảnh này hoài là bà con còn như sống với lũ vậy đó. Mà tháng nào nó cũng ngập lên vậy hay là sao cô? Một tháng là hai lần nước vậy? 17 tới 21. Dạ. Yeah. Mà đóng tống là ngập à, còn nếu mà cơm xả tống ra thì nó không có gì hết trơn á. Dạ. Mà nước này đa phần là nước ngọt hay nước mặn cô? Dạ cũng biết nữa, mày ông nói nước mặn mà mình cũng không biết nước mặn. Dạ. Nếu hôm Tết nước cũng đâu có mặn đâu, mình đóng tống là mình ngọt Tết là không ăn Tết xích gì hết. Chàng ơi. Đồ đạc dọn xuống xong rồi là dọn lên Tết. Không cúng kiến gì được hết. Trong khi đó ở chỗ khác 30 Tết người ta ăn Tết, người ta đón ông bà, người ta cúng giao thừa, còn ở đây 30 Tết tát nước thấy mồ luôn. Hết sức khổ. Ý là tống ăn 3 ngày Tết. Dạ. Đóng gì đóng là tới rồi đóng cũng không. Đóng mà lúc hôm 11 Tết là từ phường nó là cao nhất luôn. Hôm 11 Tết là nhà mình ngập tới đâu cô? Nhà ngập qua khỏi cái lan can đó. Chàng ơi. Qua khỏi lan can. Qua khỏi cái lan can đó là nó gần cả mét nước rồi. Người gì sao chưa nổi? Hồi mà lên mà Phương thấy nó chảy y như là nước suối chảy rồi cuốn. Nó lên lớn hả? Nó dữ á. Dạ. Từ hồi xưa tới giờ chưa có năm nào như năm nay luôn cô ha. À, không có. Ví dụ nó cũng ngập vậy nhưng mà nó ngập ở ngoài lộ thôi, có đóng cống thì nó ngập lộ thôi. Còn bây giờ tất cả các cống lớn nhỏ đều đóng hết. Nên bao nhiêu thì nó càng người đang. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha cô nha. Dạ. Nước bây giờ là bắt đầu nó rút rồi đó. Một tiếng mấy rồi đó. Có nhiều bà con thì cũng buồn do bên phía cống bị đóng. Nhưng mà theo em thì mở cống cũng không được. Tại vì mở cống thì xâm nhập mặn nó tràn vô.
cũng rất là khổ sở, mà hễ đóng cống thì nước ngập cũng rất là khổ sở. Cho nên nhà nước mình là cũng rất là khổ tâm với cái vấn đề này, nên cô chú anh chị cũng thông cảm, cũng đừng có bình luận nó tiêu cực quá, tội nghiệp cô chú anh chị ơi. Có lẽ là video tới đây em cũng kết thúc nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã đồng hành hết video với em. Cuối clip thì em cũng không quên mến chúc cô chú anh chị các bạn ngày mới thân tâm an lạc, hạnh phúc, luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại ở video sau của em nha.